Dạ thưa anh chị, hồi nãy em quăng mấy con cá chết ngư dân cho em dưới sông á. Dạ. Mấy con cá chết ngư dân cho em quăng xuống sông, rấy cá ti ti nó xuống nó lụm lên lại nó đưa cho em, nó nói nó ăn no rồi đem về cho nó nè. Đây, giờ em lụm con cá này nha. Đây. Nó xuống nó mò lên con khác cho em. Đây, Chi Chi. Pick it up. Lụm thêm về đi con. Này, pick it up. Đi xuống sông lụm thêm. Thôi, đừng có lụm mấy con bạch tuộc đó, lụm dưới sông nè. Pick it up. Pick it up. Xuống mò cá lên đem lên bờ để. Rồi bây giờ em chuẩn bị phóng sanh cho chị Lê Thị Bích Xuân nha. Em sẽ phóng sanh 400 ngàn bạch tuộc và cúm cho chị. Rồi em cho đệ tử của em nó lụm cá lên sao đã. Mình theo dõi nha. Rồi đó, nó lụm lên rồi nè. Rồi, give it to me, Chi. Give it to me. Give it to me. Ok. Này, là đưa cho anh, đưa cho anh. Ok, good job, Chi. You did good job. Dạ. Thấy học trò của em huấn luyện không mà. Vậy em mới là tiên cá được chứ. Bây giờ em xin phóng sanh cho chị Lê Thị Bích Xuân đây. Vì tiền nhưng mà cũng vì tiền làm cho em khổ quá, gia đình của em rất là buồn phiền bởi vì em không có làm ăn được tiền mà em lại không được ủng hộ kênh YouTube, không có dành được tiền cho kênh YouTube. Em đã làm tiền từ YouTube rồi thì thôi, mà má em đòi em lên trên đầu rồi thôi kệ đi. Chị xuống lụm mấy con cá anh quăng hồi nãy nữa lên cho anh nha. Chị pick it up. Pick it up. Em nói pick it up là nó biết là em nó em kêu nó đi bắt cá dưới sông. Đây là số bạch tuộc mà em sẽ phóng sanh cho chị Lê Thị Bích Xuân. Em thả ở đâu đây? Em thả ở đây luôn nha. Nó đục quá. Chắc là chị muốn coi đúng không? Thôi khoan đi. Mình đem cái bạch tuộc này đi chỗ khác thả. Bây giờ mình thả trước mấy bạn cúm nha chị. Đây là những con cúm trong tự nhiên. Rồi. Thả mấy bạn ra đó. Chúng sanh quy y Phật không đọa địa ngục. Chúng sanh quy y pháp không đọa ngạ quỷ. Chúng sanh quy y tăng không đọa súc sanh. Nay giải cứu các loài cúm trong tự nhiên nhờ ơn của chị Lê Thị Bích Xuân. Con này nó kẹp rất là đau, cực đau. Kẹp đau còn hơn cua biển. Và kẹp là không chịu nhả. Thốn như vậy đấy. Nó làm như nó là con ba ba hay là con rùa vậy đó, dữ dằn lắm. Đây, em thả xuống. Con này lên bờ thì rất là hiền mà xuống nước thì bá đạo vô cùng. Con nó bị chết, hồi nước nó sẽ đại lên đầy cái khu này và nó sẽ thoát thôi. Mày. Oh no. Không được rồi. Con này nó sống độc lập, nó không bao giờ ở gần nhau. Nên gần tụi nó sẽ quýnh lộn. Tự cái loài của tụi nó tự hủy diệt lẫn nhau. Mỗi đứa nó sẽ ở trong một cái hang. Chính vì cái sự độc lập của nó nên nó tạo ra rất là nhiều cái lỗ
để làm thông thoáng mấy cái gốc cây đước cho mấy cái rễ cây đước nó dễ sinh sôi phát triển. Đây, nhìn nó cúm như vậy mình tưởng nó chết nhưng thực ra nó sống ấy. Em thả đây. Đó, nó bung càng lên lại đây nè. Đó, thấy chưa? Nhìn nó cúm vậy thôi. Nó vô nước á là nó bung lên càng lên lại. Những cái lá này thì có thể tự phân hủy nên em cũng không cần phải đem lên bờ cho nó phân hủy dưới đất luôn. Nó rất là khôn. Thấy chưa? Cái sợi dây nó đâu có chịu quấn vô đâu, nhưng mà ngón tay của mình là nó kẹp đấy. Cẩn thận nó đấy. Cúng đấy. No, Titi, nó cắn vô cái mỏ bây giờ. Thằng Titi nó làm mấy hành động sợ lắm. Thử thách lắm. Titi lấy cá phóng sanh cúm nha. Chúng sanh quy y Phật rồi, chúng sanh quy y Pháp rồi, chúng sanh quy y Tăng rồi, tiêu trừ nghiệp chướng khổ, được duyên phóng sanh của chị Lê Thị Bích Xuân nên tôi mới giải cứu được quý vị. Nên bây giờ mình được trả về tự nhiên rồi đó. Tiếp tục làm vai trò của mình trong cái môi trường này nha. Sống tốt nha, đừng để con người bắt lại nha. Coi thằng đáy cá kìa. Được cái là mấy con cúm nhìn thấy nó mấy con cúm không kẹp. Nó là khắc tinh của mấy con cúm mà, coi nó cầm con cúm nó chơi với cái càng như vậy. Nó chơi tỉnh queo không quý vị, nó nằm trên người của con cúm luôn. Mà quý vị mà vô nằm đi, đưa cái tay vô đi, con cúm nó kẹp không ác thôi luôn. Còn con rái cá đó, nó đang giải cứu mấy con cúm nè. Nó thò tay vô nó bắt con cúm. Cái con rái cá của em đã huấn luyện cho nó thành rái cá giải cứu động vật rồi, nó chỉ ăn con chết thôi. Còn đối với những con sống thì nó như vậy. Đó, nó thò tay vô nó bắt mấy con cúm, nó thả đó. Nó lôi mấy con cúm xuống nước đó. Cứu bạn xong chưa? Nó chui vô hang rồi cứu gì nữa? Cái bàn tay của nó hay thật. Rờ tới đâu con cúm nó cúm tới đó. Mình á thì chắc chắn bị con cúm nó kẹp. Nhưng riêng con rái cá thì không bao giờ bị kẹp. Hay không? Rất là hay, trong tự nhiên nó là như vậy. Em sẽ tiếp tục phóng sanh đến Bạch Tuộc. Nhưng mình sẽ không phóng ở đây. Mình đem số Bạch Tuộc này đi nơi khác. Bây giờ mình sẽ đi ha. Và để giảm tải cho cái việc mang cái này, em sẽ bỏ tất cả Bạch Tuộc vào ba lô tiên cá của mình rồi mang đi. Em đi qua chỗ nước trong để em quay phim. Nó bắt con cúm lên nó bỏ vô trong cái xô, nó kêu em mang về. Có đã không? Không có bắt con cúm. Con bậy quá Ti Ti. Con cúm là thả nó ra ha. Nó thì không có mang về được nha. Hồi nước dâng lên nó sẽ đập. Chỉ có chỗ này là không bị đập đầy. Này có bốn con cá, thằng Ti Ti nó lụm lên lại. Nó kêu mang về cho nó ăn đó. Giấu. Xong. Nhiêu đây tiền mắc rồi không?
Em chỉ đem theo một số thôi, còn lại thì mình sẽ thả nơi khác. Bạch tuộc nó có hang nó vô luôn, bởi vì bạch tuộc là khắc tinh của loài giáp xác nên mấy cái lỗ của cua, của còng, của cúm gì đó nó chui vô nó không sợ gì hết. Nó vô đó nó có thể giết hại luôn mấy con kia, ăn thịt luôn mấy con kia. Nó đi hết rồi đây.